Trời 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 trời. Tí nữa mình sẽ đem một số con đi thả. À. Đấy. Đi ô tụt dây à? Cái này thả bằng chỉ thôi nha anh em nhá. Thả bằng chỉ thôi. Con này thả bằng chỉ về á. Cho con sáo vào trước nhá. Cho con này, cho con này lên trước đi. Cứ bắt con ở đây. Ờ. Tắm lên ra dây thôi. Chân đấy. Để nó ở đây. Đấy, thả con này trước nhá. Cho con này trước lên đi. Ok, chuẩn bị. Gió kém à? Trời ơi, mày cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Trời cực kỳ đẹp luôn, mây với các thứ. Nhưng mỗi tội là khi mà ánh nắng nó to quá thì các bạn thả diều thì nó sẽ không có gió đâu các bạn ạ. Trời đẹp đồng nghĩa với không có gió. Nếu mà trời âm u thì các bạn lên hình nó rất là xấu, chứ nhưng mà được cái là gió nó ổn. Có đành phải cho xuống thôi, để đu lại thôi. Hoặc là cho xuống cho con trắng ăn trước vậy. Nếu con này mà... Để mình căn gió xem là như nào. Đã, cẩn thận vào đầu anh. Như kiểu bổ vào đầu ấy, sợ thật. Con này lên kêu to phết nhở. Cứ tưởng không kêu, thế mà kêu cũng không tưởng. Ác luôn. Ok rồi đấy. Đấm mẹ, chạy đi. Nghèo đâu luôn à. Hơi lé tí rồi. Nhưng mà không sáo là lên đấy. Nhưng hơi lé tí thôi. Không lên được. Không có gió. Đâm tét diều luôn. Không có gió máy gì. Nhưng con bé bé khi chạy lên đấy nhờ. Để anh đu con bé cho. Chạy đi. Anh đu con bé bé cho. Nhìn trông đẹp phết nhờ. Con này nhìn nó giống cái con trắng trắng đuôi đỏ ngày trước. Một lần đồ thả ở dưới kia nhờ. Đúng không? Giống cái con đỏ đỏ mà anh quay con đuôi đỏ và trắng trắng mini ở dưới Hùng ấy, xong mà bị anh ấy xin ấy. Khác. À. To hơn. Nghe con cánh phẳng không cong như nào bụng bầu hơn. Ừ. Đấy, giờ đu con này cho. Ôi giời ơi. Mát rồi, mát rồi. Leo bị ấy. Leo bị ngớp rồi. Leo bị ngớp rồi, chỉnh lại leo. Lèo bị ngớp và chỉnh lại lèo. Đấy, giờ lại lại nhá. Quả vừa rồi hơi bị ngớp tí. Buộc lại cái dây lèo khác. Hả? Ờ. Kiếm cái dây lèo khác. Nó bị sao? Trong trống trong trống. Thôi con này coi như bỏ rồi anh em ạ. Để về sửa lại thôi. Lại tiếp con này lại lần nữa. Chả lẽ không lên được con nào. Buồn. Thẳng thế nhở. Đây được một em rồi anh em ạ. Ta lên được. Wow, táo to thế. Uầy, táo to thế anh em ơi. Wow, cái táo. Trời ơi. Anh em nhìn này. Táo này. Trời ơi. Quả thế này hình như là không ai ăn hay sao ấy. Wow, táo chín này. Chín đỏ luôn này. Kêu được một quả. Hoa quá. Quả này to vãi đái anh em ạ. Đây.
ngọt dã man luôn. Chảy đi, chảy đi, chảy. Chảy cho Tú quả. Ơ, dướn này. Của em làm gì có mấy giây. Ui. Ơ, cũng cứng. Có gió mà. Đấy, lên một quả rồi anh em. Táo ngon thật. Tiếp hơn này. Được. Con này mà khả năng cao mà gắn cắn cháo là không lên được. Ủa cháo ngon lắm. Được. Lần nào cũng thả diều cũng đi ăn trộm táo này có làm sao không nhỉ? Ờ. Thế nhưng mà nhưng mà phải nói táo đi ăn trộm ngon. What? Thật. Không nhìn thấy đâu đâu ạ. Giờ sẽ thả xong con đấy xong rồi cột vào để thả tiếp con này nhá. Thả ngon. Dây ít lắm, chả biết lên được. Ít đấy. Cũng lên được thôi. Một ly cơ. Đấy xong sẽ thả tiếp con này nha anh em nhá. Rồi kéo đi. Kịch kim. Diều đâu? Ôi giời, diều trên kia. Hỏng rồi. Sao bên này mới nhìn được bên kia? Một đường tròn. À, dây bên này nhưng mà diều thì ở trên diều kia. Diều nó quay như diều hâu ở trên trời. Đây đi, đây đi. Đi đi đây đi anh cầm cho. Không có tí gió nào. Diều như diều hâu. Ở dây võng rồi. Diều thì diều. Ôi quả này mà nó lên trên mà nó bổ xuống thì thôi cũng xong rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. kéo nhanh anh em ạ. Video này thì chịu thôi anh em ạ, không cho được con diều nó lên đâu, tại vì hôm nay không có gió. Anh em mình mang ba con đi nhưng mà không lên được một con nào, tại vì gió trời nó ánh nắng to quá nên là chả có tí gió gì cả. Chạy thử rồi, toát hết mồ hôi rồi, không lên được con nào luôn. Điều mà các bạn vào xem mà các bạn không đăng ký kênh hoặc là các bạn không bình luận ấy thì mình cũng chả biết cái nội dung gì mới để mình làm đâu. Các bạn comment ở bên dưới, thích cái nội dung gì thì comment bên dưới thì mình sẽ làm theo cái nội dung của các bạn, ok nhá. Thôi video này tạm dừng thôi anh em ạ.